Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với ẩm thực Nhật Sệ. Các bạn ơi, hôm nay thì Sa Sệ sẽ làm món cá kho chay khô. Đây là lớp đầu tiên ở bên dưới. Sa Sệ sẽ để cà chua cho nó đỡ bị cháy nhé các bạn nhé. Đỡ bị cháy nồi. Và trong khi đó cho thêm một lớp ba chỉ. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Phải có cả mỡ nha, nếu mà lạc không thì sẽ là không ngon đâu các bạn ạ. Tiếp tục nữa là khi cho hai thứ này vào, Sa Sệ sẽ bốc một nắm chay khô. Wow, một nắm chay khô luôn các bạn ạ. Cho vào ăn chua chua cay cay rất là ngon. Yeah, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, bây giờ thì Sa Sệ sẽ cho cá này. Cá, Sa Sệ sẽ cho 3 khúc cá. Và khúc cá đầu tiên, khúc cá thứ hai và khúc cá thứ ba là đầu. Wow, vậy là 4 khúc cá tất cả nha các bạn nhé. Bây giờ thì Sa Sệ sẽ cho nước hàng nè, nước lọc nè, và tiếp nữa là gia vị. Yo. Vậy là khi cho tất cả mọi thứ rồi, Sa Sệ sẽ bật bếp. Sa Sệ sẽ bật bếp nè. Đó. Khi bật bếp lên thì trong vòng 15 phút thôi là nồi cá đã bắt đầu sôi. Và sôi thì Sa Sệ sẽ quay đi quay lại 5 tiếng đồng hồ thì nồi cá của Sa Sệ mới ăn được các bạn nha. Gia đình nhà Sa Sệ mời cả nhà nha. Chúc cả nhà ăn cơm buổi trưa vui vẻ. Con mời bố nha. Anh mời chị em. Con mời hai anh em nha. Yo, xịt vỡ. Nào thằng con ra. À, giới thiệu với cả nhà là Nhất Anh hôm nay vừa ngủ dậy, bây giờ vẫn đang lơm tơ mơ. Chưa được tỉnh táo xuất sắc như mọi hôm. Em Bon thì rất tỉnh táo. Rồi, em Bon đã đi chơi về rồi. Sẽ mời cả nhà nhá. Đây là món cá kho này. Trời ơi, đây là những miếng thịt này, nó đấy, nó được hầm này, nó rất là ngon. Cho con giấy mẹ ơi. Đây, giấy món này cái. Ok, này cho con này. Con gắp ra cho Bu miếng cá nhá. Bu ăn cá trước hay ăn thịt trước? Miếng thịt nhá. Gấp cho Bu cái miếng cá, cái chỗ này thì không bao giờ có xương răm này. Sao cái miếng cá nó ngon đã như này nhỉ? Bon ơi, Bon cầm sườn lên. Quá là ngon luôn cả nhà. Cá không phải Bu nhá. Nhưng mà phải ra tay. Ồ. Cái gì con? Ngon tay nhá. Không bẩn nhá. Con ăn sườn. Để Bu lấy cho. Đấy, thằng em hôm nay lại lấy găng tay ăn tiếp như hôm qua. Bố nhớ cho con cái đĩa, thêm cái đĩa nhựa. Lấy cho con nữa. Lấy cho con nữa. Ok. Lấy cho con bắp bé bé. Nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đây, xin mời hai anh em. Mỗi anh em một cái đúng không? Đây. Đâu găng tay con? Cho con đây, găng tay con nữa. Ok, đây con. Anh Binh còn lấy hàng không nữa không? Cần gì con cần gì? Con cần tay con. Em Bon hai tay à? Vâng. Ok. Ok, cả nhà nhìn thấy chứ. Hai anh em nhà Nhất Anh hôm nay à, ăn cơm lại còn phải đeo bao tay nữa. Găng tay, trời ơi. Sao cái ngón của con nó ngắn nó bé đấy nhỉ? Ok. Nó lọt xoạt nha. Đây là món ớt cũng được kho cùng cá luôn, rất là ngon. Ngon ngon nhỉ, em sẽ ăn quả ớt. Nó không còn cay nữa, ngon lắm. Cái vị của nó ngon. 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 Ui dù. Ui. Bố cho con nghe một cái. Ui ôi, cho bố hỏi thằng con có thấy ăn ngon không? Ừ. Hôm nay món sườn nó bị ngon, nhà đẳng cấp ấy. Ngon đấy. Thơm bố ăn phải cay nữa đâu. Con đang bận. Không sao. Ok. Chưa ăn miếng cá mà ăn miếng thịt đã thấy ngon rồi. Ăn cá kho quá tuyệt vời cả nhà. Nó mát. Phải tiết nó mát, quá mát luôn. Nhưng mà thơm luôn ạ.
sáng dậy anh thấy như mùa thu luôn. Em mở hết các cửa phòng ra. Đấy là mình mát. Ký phòng cô Trang thay ra luôn. Nhưng mà đừng gặp hôm nay mà. Ôi là mang lắm. Mới gặp, đời là bóng mưa. Đời là bóng mưa, đừng gặp. Hay là không mở cửa phòng mà làm sao là gió lùa vào. Còn mình đang bây giờ là sẽ làm miếng chay, nghĩa là ăn mấy miếng thịt rồi, bây giờ sẽ làm chay, cái chay nó khô nó dai dai, rất là ngon cả nhà. Ok. Nó giòn thật ngon lắm cả nhà. Nó không ăn cá, cá kho của quá. Nhanh mà được nhiều đúng không? Cẩn thận nó rớt vào quần nhá. Ok. Con ngồi gần 3 miếng là hết. 3 miếng hết bát đúng không? Thế thì phải làm 9 miếng. Miếng to quá. Bố thấy món cá nào bố? Ngon. Ngon ạ. Ngon nâu. Không mồm tháo ra cái gì thôi. Tiếp đầu gì? Cô Trang thấy món cá của anh hôm nay xuất sắc không? Con chặt quá. Bu có thấy chua không? Chua nhóm chưa? Không. À, con cho giảm bớt đấy. Nhưng mà như thế cảm thấy vẫn nhiều, được cho nhúng nhúng này. Nó nở các bạn. Vâng. Nó chua thật. Nó khô. Cắn nó một tí ở đầu nó cũng khô ấy. Đấy. Cho nhúng hậu một khúc. Tới cả một nửa cái đầu, ôi rồi ngon quá. Chưa, con cho từ lúc 10 rưỡi. Nhớ ông bà con ăn sớm ấy. Món cá này mà ăn hợp nhất là vào mùa đông cả nhà. Ăn nó rất là vào cơm. Anh ăn cái quả đấy hôm qua bây giờ vẫn ghê răng. Ăn miếng cháy ghê hết răng luôn. Quả cóc. Quá tuyệt vời. Con ăn ngon như nào con cảm nhận con giới thiệu cho mọi người bố. Mà con thấy là cơm hôm nay rất là ngon ạ. Con sẽ ăn hết 2 bát cả nhà. Dạ không sao. Ăn giống cây, nhúm mó. Ngon nhỉ? Con có thấy ngon không? Quá tuyệt vời nhỉ? Anh Minh may nào con? Ngon hơn miếng sườn xích chua ngọt kiểu kia không? Chưa được đáo. Thành con bướm. Ừ. Con lặn thành con bướm giỏi nhỉ? Bướm cũng có cái đầu. Đây là món đầu cá này. Sẽ rất thích này. Thích món đầu cá này. Bông kia đầu cá nhỉ. Ngày xưa mẹ chồng bà Huế là hai hàm răng này giả. Cứ ăn xong nhấc ra để đi rửa. Thế nhưng mà cụ lại rất thích ăn đầu cá. Cụ ăn đầu cá. Kể cả sốt hay rán hay gì cũng ăn. Thằng bé ăn như Hàn Quốc luôn cả nhà. Con giới thiệu mọi người là con ăn kiểu gì nhỉ? Ăn kiểu Úc. À con ăn kiểu Úc. Thích kiểu Úc cơ. Một kiểu là không thích sang Úc cơ, chỉ thích sang Hàn Trương thôi. À con thích đi Hàn đúng không? Thế thì con ăn giống Hàn ấy. Con cay rồi. Sang Hàn ấy là nè. Có ai nhỉ? Có gì Trang có bà ngoại. Đúng không? Có cả hai em. Suki và Kim Nhung. Có chú. Chú Bông nữa. Chú Giang Bông. Chú Giang Bông. Ừ, xong rồi các con có quốc tịch đấy là đón bố Đặng Đức Xã với chị à mẹ Vũ Thị Thu Thủy. Sang đấy ở. Sang ấy ở. Xong rồi cho bà ngoại là bà nội sang với bà ngoại chơi cho vui.
Chuyển hết hộ khẩu sang Hàn. Xong bà sang đấy là bà giới thiệu mọi người này. Xin chào mọi người, tôi là bà Bình đây, bố của cháu xã đây. Bố của cháu xã. Nha. Bố của cháu xã. Cháu xã được sao? Bố. Mẹ. À ừ mẹ. Mẹ của cháu xã đây. Vâng. Anh chưa rồi. Bà nội đang rất háo hức sang Hàn Quốc để gặp bà ngoại. Khi đấy là hai bà sang chào. Anh Nhon. Anh Nhon này. Con ăn đi, ngon lắm. Xương hay gì? Lúc đấy Bon chào em Su Chi đi nè. Su Chi biết nói tiếng Việt đến đâu. Tuy nhiên nói được mà. Bon biết mà, Bon đi chơi với Su Chi, còn đưa Su Chi đi mua đồ chơi. Con lặng gần slam mà nhỉ, bố con đi theo à. Nó sao dính vào áo bố. Ừ. Xong chả biết. Ai bảo dính vào áo anh Bin. À anh Bin cả bố mà. Em lúc đấy ai để vào áo bố ấy. Sao bố? Mắt cá để cả nhà. Bố ơi bố. Bố ơi bố. Bố ơi. Lúc đấy ai để vào áo bố. Các con chơi á. Thì kể trong xe. Ừ. Xong bắt đầu là các con dính cả vào xe của bố luôn. Dính xe của bố xong rồi con bị ấy á. Bị hỏng cả. Các con còn cho cả ấy mà. Con cho cả kẹo cao su vào cái dây an toàn của bố mà. Nhưng bố chả quát cho còn gì. Đúng không? Mà con ăn cho bố đi. Nói thật với cả nhà là món cá này ăn chắc phải 4-5 bát sẽ ăn được. Nhưng mà vì trông béo nên là chỉ ăn 2 bát thôi. Bác là cá này con ăn là cả tô phim đấy. Cá ngon. Phải đến tuần hơn tuần rồi nhà mình ăn cá nhỉ. Tuần hơn tuần rồi. Đây đây con, chơi không? Ok. Rồi. Rồi. Bạn Nam Anh rất là giỏi kiếp. Cái mồm nó nhìn như là chưa bắt giới ấy. Không. Bố thay không? Thay ra tay khác. Đúng rồi. Đã rồi cả nhà. Bạn Nam Anh hôm nay đã ợ rồi. Thằng bé cho bố miếng ấy à, miếng sườn à. Ăn đi con. Đây, con tự xúc ở đây. Đấy. Con sẽ bỏ cái đĩa này, mẹ bỏ cái này đi. Ok. Bố trộn nước ra. Trộn nước nhá. À, úp vào đĩa, bố úp cho. Hey em. Ok. Rồi, bỏ ra. Đấy. Ok. Xin mời, cẩn thận không nó rớt không. Ngon tuyệt vời. Nhà mình thì hôm nào cũng ăn rất là nhanh chóng. Ngon quá. Ngon nhỉ? Sầu mắm này con ăn sầu mắm. Giòn ngon thế. Thằng bé quá giỏi. Cho bé ơi con ơi. Ngon. Ăn đi con ngựa con. Con ngựa này cháu. Ăn đi chơi nữa.
thì cháu ăn với nhau, à, chơi với nhau, ngon nhé. Kéo cửa mà. Ngày này anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Ngày này ai nghe thấy chết em rồi nhé. Cắp cho chúng nó. Để sướng lên. Quang rồi. Con ăn quả ớt không con? Ô. Ừ. Món ăn đặc cấp. Còn nhai ngon và cho mọi người nghe thấy. Con đi đâu? Con ăn lóc đi ăn. Ăn sắp hết rồi cả nhà ơi. Ui tập. Cậu mà rồi nhé. Nhanh nhé nè. Uống nước cơm. Đó rồi. Coi nhanh nè. Cứ nhai hết.